Cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại miền Nam xin chào tất cả các bác nhé. Và ngày hôm nay thì em có mặt tại dưới Cần Giuộc, Long An và để lắp cho anh Trung. À, anh Trung đây, một bộ dàn karaoke. Ở đây thì loa thì anh có sẵn rồi, chỉ có cái là đẩy vang mic, nâng tiếng và súp hơi là anh lấy bên cửa hàng em thôi. Và tổng thiết bị ở đây anh lấy ở bên cửa hàng em là bao gồm có những thiết bị như sau. Em sẽ giới thiệu đến các bác nhé. Đầu tiên là một chiếc súp hơi của JBL, dòng thuộc dòng Mexico các bác nhé. Và GRX118S, một trong những dòng súp tiếng bass đánh ra rất hay và mềm, đánh lực. Đấy. Và bên cửa hàng em thì vẫn còn vài chiếc để cho các bác có thể lựa chọn nhé. Và thứ hai là một chiếc đẩy của Ashley A41300+, phiên bản của năm 2022. Và công suất mỗi kênh là 1300W một kênh. Và quản lý nguồn thì anh có sẵn này. Và một chiếc vang số cao cấp của DB Acoustic là dòng vang S800+. Đấy. Dòng này thì nó thuộc dòng tùy biến rất là cao. Và thứ hai là cái tính năng sử dụng và chế độ xem phim ở trong nữa, thì các bác có thể tận dụng ở trong cái con dòng vang này nhé. Nhưng mà ở đây thì thường thì chỉ dùng để karaoke, thì ở đây em hướng dẫn cho anh để dùng karaoke nha các bác nhé. Và tiếp theo là một bộ mic cao cấp của DB Acoustic M800D, một trong những dòng mic mà tiếng thứ nhất là đánh cái tiếng hát rất là hay, và thứ hai bay bổng và đánh tiếng hát khi các bác hát là không bị tốn hơi nhé, trên những dòng mic M800D này rất là gọn tiếng. Và kết hợp cùng với đó là một chiếc nâng tiếng DB Acoustic DAC5S. Thì con này thì anh ở đây hiện tại anh chưa lắp TV và anh muốn bắt Bluetooth này, bắt một Bluetooth ở trên con nâng tiếng này. Và thứ hai là sử dụng chiếc nâng tiếng này để anh để có thể tăng giảm được phần bát chống chép của nhạc riêng nhé. Đấy thì nhiều bác các bạn này. Và bên em thì gửi tặng cho anh một bộ pin sạc 4 đấy, và loa thì anh dùng loa bát 30 nhé. Các bạn nhìn thấy chưa, loa rất là dòng loa rất là nổi tiếng trên hiện nay. Và bây giờ thì em đã chất xong bộ dàn của anh, thì mời các bác lắng nghe chất âm và qua những cái bản nhạc ở đây thì em gửi tới các bác nhé. Và không gian thì nhà anh hiện tại là ở trên tầng 2, là rộng cỡ khoảng 20m2 các bác nhé, khoảng tầm 20m2. Mời các bác lắng nghe chất âm của bộ dàn karaoke của anh Trung nhé. Thank you.
Ok. Bây giờ là đến một bài bản nhạc cà phê. Vâng. Đây, bản nhạc cà phê. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xa.